xin chào các anh chị và các bạn thì hôm nay mình tiếp tục đi làm cái video để phân tích cho kế hoạch giao dịch tuần mới nhé à, thì cái video này được sự tài trợ của sàn xm thì uh, xm cũng là một sàn giao dịch mà uh, tương đối là tốt hôm trước mình cũng đã làm một cái video review ở đây rồi mọi người các anh chị nào các bạn mà chưa xem cái video review ở trong kênh youtube mình hoặc là cái bài viết ở trên web mình nhé, thì mọi người cũng có thể là xem uh, uh, thêm lại nhá để hiểu rõ về sàn xm hơn và hiện tại thì trên sàn xm người ta có một số cái chương trình uh, uh, khuyến mãi những cái chương trình này đang được áp dụng ở trên sàn xm ở thời điểm hiện tại thì những anh chị nào các bạn mà muốn tham gia muốn nhận những cái phần thưởng này có những cái phần thưởng là nhận ba uh, trăm đô vào tài khoản giao dịch này uh, thưởng 15 phần trăm vào tài khoản và có khuyến mãi những cái chương trình khuyến mãi này thì uh, trước khi tham gia những cái chương trình này mọi người chú ý là nên tìm hiểu thông tin nó kỹ hơn một chút nha uh, nếu không có sau này mọi người không hiểu rõ được uh, lại bảo sàn lừa đảo hoặc là cái vấn đề mà uh, không không tốt nó xảy ra thì uh, ở đây có một số các anh chị các bạn khi nạp tiền vào được cái phần thưởng này thì lại muốn rút luôn cái phần thưởng này. Nhưng mà thực chất là nó sẽ không đơn giản là mình nạp vào mình được thưởng xong mình rút ra như vậy thì sàn nó cũng có một số cái yêu cầu thì đòi hỏi các anh chị các bạn khi mà tham gia thì mọi người phải đọc những cái thông tin ở dưới đây và phải hiểu được những cái thông tin nó như thế nào và mình xác định được mình hiểu đó rồi thì khi đó mình tham gia thì nó sẽ tốt hơn nha. Tránh những cái trường hợp mà mọi người chưa hiểu Uh, rõ khi mà vào thì mọi người không rút được uh, cái phần cái phần thưởng này thì khi đó mọi người lại đổi lại cho sàn thì cái đó không tốt uh, thì đó là một số cái chú ý để cho các anh chị các bạn có thể là tham gia và để cho nó tốt hơn còn uh, hôm nay mình tiếp tục đi uh, qua mình uh, phân tích cho kế hoạch giao dịch tuần mới thì cái video của mình cũng là cái video phân tích kỹ thuật tròn thứ 100 rồi thì trong cái quá trình vừa rồi rất nhiều các anh chị các bạn cũng đã theo dõi mình từ những cái video đầu đến bây giờ thì mình cũng rất là cảm ơn những cái anh chị các bạn. Thật sự ra thì khi ai mình làm một cái video lên thì mình cũng rất muốn là có sự đóng góp của các anh chị các bạn khi các anh chị đang xem những cái video của mình đây. thì mình cũng rất cần cái sự đóng góp đó để giúp mỗi ngày cái video nó có thể tốt hơn. À, thực chất ra những cái kiến thức chia sẻ này á nó cũng khá là tốt và tương đối là bổ ích. Nhìn nhận thì mình thấy là hiện tại các anh chị các bạn có đi tìm tòi học hỏi ở đâu mình không biết nhưng mà những cái kiến thức này mình nghĩ là nó sẽ tốt hơn rất nhiều những cái khóa học ở ngoài kia và các anh chị các bạn đang đi tìm kiếm đang theo học và thực chất là những cái video của mình hoàn toàn là miễn phí và giúp cho các anh chị các bạn có thể hiểu được về bản chất của thị trường để hiểu được một cái hệ thống giao dịch những cái công cụ hoặc là những cái phương pháp phân tích của một người thì đòi hỏi các anh chị phải có những cái nền tảng cơ bản ban đầu những anh chị nào mà các bạn mới xem những cái video của mình thì có thể là không hiểu liền được nhưng mà mọi người hãy đi tìm lại những cái video cũ hoặc là những cái hệ thống giao dịch của mình những cái công cụ của mình và sẽ ứng dụng phải học hỏi tìm hiểu từ đó thì khi đó mình áp dụng vô cái những cái phân tích của mình và sẽ tìm được cái điểm giao dịch điểm vào điểm mua điểm bán hoặc là điểm chốt lời dừng lỗ chốt lời nó sẽ tốt hơn đó. Thì đó là một số cái để cho các anh chị các bạn chú ý thêm à, Thì tiếp tục cái video 99 Thì cái video này video 100 thì tuần vừa rồi các anh chị các bạn cũng thấy là Hầu như những cái dự đoán của mình đã chính xác Và tuần vừa rồi là một tuần có lợi nhuận và kiếm được lợi nhuận khá là tốt à, Tất cả những cái cặp liên quan đến USD hoặc là liên quan đến đồng bảng Anh Đều là mang lại cho mình cái lợi nhuận tốt và đi theo đúng cái xu hướng phân tích của mình à, Vàng cũng vậy Tuần này mình sẽ đi phân tích đánh giá tiếp để cho các anh chị các bạn có những cái tham khảo cho tuần tới nhá. Mình bắt đầu từ Bitcoin đi. Bitcoin thì các anh chị các bạn thấy là một điều là nó cũng đang đi theo những cái gì mình dự đoán. Các anh chị các bạn thấy là Bitcoin đang đi theo những cái gì mình dự đoán chưa? Đây. Nó cũng đúng theo cái đây là cái xu hướng hôm trước mình vẽ đúng không? Nó về này, nó chạm cái cái vùng hỗ trợ màu xanh ở bên này và tiếp tục nó hồi về vùng EMA 20 50. Hoàn toàn có thể là về cái vùng này và tiếp tục có thể đi xuống. Các anh chị thấy đây, có mình là vẻ rồi đây Đây, ở những cái anh chị các bạn thấy là ở cái vùng này chính là vùng EMA 20 và 50. Đúng không? Thì đây là những cái sóng hồi nó phá qua và cái cây này mình vẫn là một cái cây nến dẫn đường xu hướng và mình đã xác định từ trước. Và đây là một cái vùng nến EMA 20 và hoàn toàn có thể là một cái sóng nó tiếp tục nó đi xuống. Các anh chị các bạn thấy này, đây là những cái mà phân tích hôm trước À, mình phân tích nhé tuần vừa rồi cũng có được lợi nhuận nhưng mà để mà dài hạn thì các anh chị thấy là ở đây cũng là một cái vùng mà mình à, có thể là bán tiếp đúng không bitcoin bán tiếp mình vẫn dựa vào cái dấu hiệu nến này dẫn đường và vẫn xu hướng có thể là thị trường nó còn xuống nữa theo cái phân tích của mình nhá những anh chị nào tham gia thị trường à, tiền điện tử thì tham gia bitcoin thì hãy chú ý cái điều này và tìm được cái điểm vào cho mình cho nó tốt và hợp lý nhá thì các anh chị thấy một điều là tại sao mình lại biết được hầu như là mình tất nhiên nó không trúng trăm phần nhưng mà có rất nhiều cái cặp mình phân tích nó chính xác và nó đi đúng theo những cái gì mình là dự đoán khi nào sóng đi này khi nào sóng hồi này rồi khi nào sóng đi thì đó là những cái mà các anh chị cần chú ý thêm để mình hiểu thêm về cái cách phân tích nha à, tất nhiên là một cái hệ thống thì ở nhiều cái hệ thống thì nó cũng có thể là nó khác nhau thì các anh chị thấy là mình phân tích trên nến hakanashi cũng được mà phân tích trên nến thường cũng được đó. tùy theo các anh chị các bạn phải hiểu được cái bản chất của sóng và hiểu được cái bản chất của thị trường nữa thì nhiều lúc mình sẽ phân tích nó sẽ tiện lợi hơn. Rồi, thì về Bitcoin mình cũng chỉ phân tích qua như vậy thôi tại vì nó cũng không có cái gì dấu hiệu quá lớn thì đây cũng là một cái vùng mà theo cái dự đoán của mình thì nếu anh chị nào bán thì cứ về cái vùng này là mình bán xuống thôi, đúng không? Còn vị trí chốt lỗ cắt chốt lỗ thì mọi người ở cái vị trí này mọi người cũng thấy đó nếu mà mọi người đánh ngắn hạn thì ở trên cái vị trí trên này thì mọi người hoàn toàn có thể là chốt lỗ ở cái mức từ 9.000 trở đến 10.000 là cái vùng đó mà hoàn toàn mọi người có thể là xem xét chốt hoặc là mọi người có thể là bán một ít ở đây và lên đến trên đây mọi người bán tiếp thì đó là một cái mà các anh chị hoàn toàn có thể là theo dõi và tham gia được nha và thị trường tiền điện tử rồi mình qua chứng khoán Việt Nam một chút đi. Chứng khoán Việt Nam thì vẫn như theo dự định và dự đoán của mình là hôm thứ sáu đã có một cái dấu hiệu nó bật lên. Và đây là các anh chị các bạn thấy là vẫn là cái vùng giá EMA 20 và 50. Các anh chị thấy đây vẫn là vùng giá EMA 20 và 50. Và những cái dấu hiệu này cũng vẫn là đang những cái dấu hiệu tích cực sau khi nó hồi về nó test. Các anh chị thấy này, hồi tiếp về test EMA 20 và 50 và hoàn toàn có thể là một cái xu hướng lại đi lên tiếp đúng không? Thì với dự đoán của mình, anh chị xem những cái video của mình phân tích gần đây mọi người thấy là cái mức mà hỗ trợ 1.000 này. 1.000 điểm đi thời gian tới hoàn toàn có thể là phá vỡ, đúng không? Nó đã test lại khá là nhiều rồi và nó có thể đi lên nữa. Cái mức mức 1.000 điểm đây các anh chị thấy đúng không? Đó. Test lại hàng một lần này, hai lần, ba lần, bốn lần rồi và lần này hoàn toàn mình nghĩ là có thể là đi lên theo cái xu hướng đi lên dài hạn lên trên này thì cái tín hiệu tích cực về thị trường chứng khoán Việt Nam là vậy thì những anh chị nào mà tin tưởng uh, có thể tham gia được cái thị trường này và nắm giữ những cái uh, mã cổ phiếu nó tốt hoặc là giao dịch chứng khoán phái sinh chứng quyền cũng dựa theo cái xu hướng này để mọi người có thể là uh, có được cái lợi nhuận nó sẽ tốt và về dài hạn hơn nhá. Tiếp theo là về đồng USD uh, như các anh chị các bạn đã uh, đã thấy là đồng USD cũng lại đi đúng theo những cái gì dự đoán là cái trend xu hướng này và cái mô hình đến đã bị đảo chiều xuống khá là đẹp. Và các anh chị thấy một điều đây, mình sẽ vẽ rõ ra các anh chị thấy này. Đây hoàn toàn là có thể là một cái mô hình đảo chiều rất là đẹp trong thời gian tới. Đỉnh này, anh chị thấy đỉnh không? Đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước này. Đáy sau thấp hơn đáy trước này. Và hoàn toàn có thể phá vỡ cái trend xu hướng tăng này và hình thành cái mô hình giảm. Mô hình nến là rất là đẹp luôn. Mô hình nến này nó giảm như vậy là tương đối là đẹp. Và thị trường thời gian tới hoàn toàn có thể đi, tiếp tục đi xuống. Đó. Thì các anh chị các bạn thấy là mình cũng phân tích và mình cũng đã kỳ vọng cái đồng USD giảm trong thời gian vừa rồi khá là nhiều rồi. Từ cái thời điểm ở trên này đây. Mình cũng đã nói các anh chị sell rồi. Ở đây nữa, những cái khi mà thời điểm thị trường nó hồi về này là những cái cơ hội mình mình vào lệnh khá là đẹp ở những cái vùng này. Các anh chị thấy không? Những cái thời điểm này là thời điểm khá là đẹp. Hai ngày hôm thứ năm và thứ sáu thị trường đã giảm khá là mạnh và đồng USD giảm. Đồng USD giảm khiến cho những một số cái cặp liên quan đến đồng USD, một số cặp như AUAUNU đã tăng khá là đẹp và đã mang lại lợi nhuận cho mình, thương nói là tốt. thì đây là một cái kỳ vọng cũng khá là tốt nha mọi người có thể xem vẫn kỳ vọng USD giảm trong thời gian tới với cái mô hình với cái dấu hiệu như vậy hoàn toàn các anh chị cứ kỳ vọng như vậy cho mình. mình thấy là bây giờ có khá nhiều cái cặp là đẹp rồi đó, mọi người sắp vào cái chuồng rồi đó để cho mọi người có thể là xem xét dài hạn hơn nữa. thì ở đây mình tiếp tục mình phân tích qua S&P 500 một chút. hôm trước mình đang phân tích à, SMB 500 thì đúng là tuyệt vời các anh chị thấy không khá là tuyệt vời hôm trước nó về nó chạm tiếp mình vẫn là cái xu hướng dự đoán xu hướng nó lên và hôm thứ sáu nó đã lên khá là đẹp này các anh chị thấy không lên ở trên này nó nhảy gáp lên đây trên này pha kỳ vọng các anh chị thấy một cái điều ở đây là mình sẽ kỳ vọng cái vùng này bị phá vỡ và đi lên thì thị trường các anh chị thấy một cái phản ánh và sang tuần sau có thể là lực lên có thể là còn mạnh nữa thứ nhất là cuối tuần này có một số cái tin tức tích cực đó là đàm phán Mỹ chung rồi ra nó tốt đẹp này đồng bảng Anh nó cũng sẽ được hỗ trợ những cái tin tức tốt và nó cũng đang đi lên theo một cái xu hướng đẹp nên là mọi người hoàn toàn có thể đi theo các thị trường và đi theo cái xu hướng đó thật sự là tuần vừa rồi là một tuần kiếm được lợi nhuận khá là tốt những anh chị nào mà xem cái video uh, phân tích của mình 99 này này đúng không thật sự là 99 hoặc 98 là thật sự là tuần vừa rồi là các anh chị đã kiếm được lợi nhuận rất là tốt thì cũng chúc mừng những cái anh chị mà đã tham gia và là kiếm được lợi nhuận ở những cái video của mình phân tích và giúp cho các anh chị được một phần nào rồi tiếp tục mình sẽ qua mình sẽ phân tích chuyên về bên Forex thì sẽ tốt hơn nha. những cái bị cái biểu đồ bên chuyên về Forex luôn mình uh, bắt đầu từ vàng đi vàng hôm trước đi thì vàng thì hôm thứ năm và thứ sáu có những cái dấu hiệu đảo chiều tương đối là đẹp thì ở đây mọi người chú ý cho mình một số cái là kênh giá đúng không đây mọi người thấy một cái kênh giá không? Đó, đây là một cái vùng khá là đẹp nha Mọi người hoàn toàn có thể là tham gia vào Đó, đây là một cái kênh giá khá là đẹp Và có, có những cái mô hình đảo chiều này Thì ở đây vị trí bây giờ vàng các anh chị vào Tiếp tục sell thôi, sell và top lot ở cái vị trí này cho mình Đây là một vị trí bắt buộc những anh chị nào mà theo uh, Sell vàng thì phải top lot nha Và kỳ vọng có thể là mọi người hoàn toàn có thể là sell vòng Sell vàng về cái vị trí hồi trên EMA 20 và 50 trên H1 đây Đúng không? Trên H1 cũng là mô hình khá là đẹp này EMA 20 và 50 Đây, mọi người hoàn Hoàn toàn có thể là sao canh vùng này mọi người sao xuống và cái mô hình ở trên H1 mọi người thấy không? Đỉnh sao cao hơn, thấp hơn đỉnh trước này, đáy sao thấp hơn đáy trước và một cái mô hình giảm khá là đẹp. Tương tự đó mà trên cái khung ngày có những cái tín hiệu tích cực của một xu hướng giảm thì mọi người hoàn toàn này. Thứ nhất là có hai cái cách mọi người vào ở đây, top lót ở trên cái đỉnh này cho mình. Đây là đỉnh trên H1 nhá và cái thứ hai top lót dài hạn là đỉnh trên khung ngày. Đây là hai cái vị trí mà bắt buộc. À, mọi người phải top lot với những cái anh chị giao dịch ngắn hạn thì top lot 1000 ba uh, nha uh, và các anh chị vào top lot ngắn hạn thì ở với cái vị trí là uh, 1516 ở trên này đó đây là những cái vị trí mà các anh chị bắt buộc phải top lot đối với vàng còn kỳ vọng thì sao khi anh chị ví dụ ngắn hạn thì các anh chị có thể được kỳ vọng ở xuống đến cái vị trí này đúng không chạm hoặc là chạm cái cái chen kênh giá này là một thứ hai là ngoài ra mọi người nếu mà kỳ vọng mà dài hơn nữa thì có thể là tỷ lệ 1 2 xuống đến cái vùng này. Tại vì uh, phân tích vàng trong dài hạn các anh chị thấy là hôm trước mình vẫn kỳ vọng là vàng có thể là xuống được đến cái vùng này. Thì theo cái dự đoán của mình thì vàng nó sẽ đi trong cái vùng này và nó sẽ đi dí chắc có thể là đi chắc xuống như vậy này. Đúng không? Có thể nó đi sẽ đi chắc cái kiểu này và tiếp tục một cái xu hướng trong về dài hạn ở trên khung tuần nó có thể đi lên như vậy cái kiểu như vậy tại vì mọi người nhìn trên khung tuần này cái vùng mà mình mình chờ đợi đây cùng vẫn là cái vùng nến EMA 2050 vàng trong một cái xu hướng vẫn tăng dài hạn đây mình xem như là nó giảm trong một cái kênh giá sóng hồi thôi nó kênh giá hồi thôi hồi về và tiếp tục nó sẽ đi lên trong thời gian tới đó là về một cái nhìn dài hạn của mình nhé còn ở đây đặt ra một cái vấn đề là các anh chị phải kỳ vọng theo từng cái khung thời gian và từng cái giá trị từng cái vùng giá mà các anh chị vào thôi còn khi nó bật lên ở cái vùng nào thì mình không biết không biết chắc được nên các anh chị cái việc mà đặt top loss đặt rô fit làm làm sao vào ra cái tỷ lệ này sao nó cho hợp lý một chút thì nó sẽ tốt hơn thì đây là một số cái này mình khuyến cáo hoặc là mình có thể là gợi ý cho các anh chị các bạn tham khảo được là như vậy còn ở đây các anh chị thấy là đây là mình kỳ vọng về cái vùng này thôi nhưng mà hoàn toàn nó có thể là về đến đây nó bật lên liền luôn đúng không hoàn toàn nó có thể là đi xuống dưới đây rồi nó phải bật lên hoàn toàn là hoặc là nó có thể là xuống một chút nó mới bật lên thì đây là những cái vị trí mình không thể biết chính xác được nó ở đâu nhưng mà về cái xu hướng và về cái phân tích là nó sẽ như uh, có thể nó sẽ như thế uh, như vậy đúng không thì mình sẽ phân tích là chính là cái cái sóng này vẫn là sóng chính và cái này cũng chỉ là một cái sóng hồi trong vùng hồi thôi đó nên mọi người phải chú ý cái đó uh, 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 cho mình nhá Vàng tuần vừa rồi thì mình cũng nói các anh chị rồi Nó đang sideway trong vùng chủ yếu là sideway Và bây giờ là sideway kênh giá nó đang đi theo trong một kênh giá giảm Thì mọi người có thể là chú ý cái điều này cho mình nha Rồi tiếp qua mình qua những cái cặp mà liên quan đến USD USD thì như uj này Giống như uj thì mọi người hoàn toàn cũng có thể bay ra Tại vì sao uj bay là sao U nó yếu nhưng mà đồng yên nhật nó còn yếu hơn nữa nên là khiến cho Uji nó có tăng tăng như vậy đó mọi người. Thì đây một số cái chỉ báo, một số cái tín hiệu cũng khá là tốt cho Uji là uh, các anh chị thấy là đây là một cái chen nó bị phá vỡ. Hầu như là cái chen này là cái cái dấu hiệu bị phá vỡ. Thứ hai là nằm trên EMA năm 50, nằm trên đám 100 là có chỉ báo đảo chiều đây luôn. CCI khá là đẹp thì hoàn toàn đây cũng là cơ hội các anh chị cũng có thể là uh, bay lên. Đó là những anh chị nào theo Uji Uji nha, hoàn toàn mọi người theo mô hình thì mọi người hoàn toàn có thể là uh, theo dõi và tham khảo cái này cho mình rồi mình qua EU đi EU thì quá tuyệt vời đúng không các anh chị? À, hôm trước các anh chị xem video của mình đang ở những cái vùng này và mình bảo các anh chị tiếp tục bài và nó hồi về cho các anh chị mua đây. Những cái cây nến đỏ đây là những cái cây nến hồi và những cái ngày hôm thứ sáu là những cái cái mà mình đã thu nhập đủ lợi nhuận. Các anh chị thấy không? Chỉ cần một hai ngày là lại đủ lợi nhuận đã có được cái lợi nhuận tương đối là tốt trong hai ngày với EU thì EU tiếp tục là sao? EU các anh chị thấy được một cái chen xu hướng giảm này đúng không và hầu như đã đóng cửa ở trên và đã bị rách out ra và mình vẫn kỳ vọng là EU còn đi lên nữa cái mô hình của EU mình dự đoán thôi nha nó cũng sẽ lên những cái vùng như thế đám mây Ichimoku ở trên này nó phá vỡ đám mây nó hoàn toàn có thể là phá vỡ cái vùng đám mây Ichimoku ở trên này và tiếp tục nó hồi về nó test gen có thể là một cái đợt sóng hồi nữa về test gen và hình thành một cái mô hình đảo chiều xu hướng như vậy đó thì đây là những cái mà mình có thể là mình dự đoán có nghĩa là EU tuần tới vẫn tiếp tục là canh bay về những vị trí 20 50 trên H1 và lên đến cái những cái vị trí này thì mình hoàn toàn mình có thể xem xét chốt lời và chờ kỳ vọng nó hồi về mình lại mua tiếp. Đó là những cái xu hướng. Thì cái chen này nó đã bị phá và tương đối là đẹp đó. Hy vọng là lần này những cái đồng mà liên quan đến USD, những cái đồng mà mình đã chờ đợi ở từ những cái vị trí ở trên này mà bây giờ nó mới bắt đầu là uh, thực sự nó đảo chiều được thì mình cũng hy vọng là uh, đây là cái cơ hội để cho các anh chị các bạn vừa giao dịch được dài hạn và vừa kiếm được lợi nhuận tốt nha. Rồi mình qua một số cặp nữa đi như uh, UCSF. UCSF thì cũng đang một xu hướng cũng khá là đẹp Cũng có dấu hiệu tăng Đây là những cái mô hình mà mọi người hoàn thấy là nằm trên EMA 2050 này Đó đúng không? Hồi về EMA 2050 và tiếp tục nhá. Cặp UCSF mình không phân tích nhỏ lắm Nhưng mà mọi người cũng có thể thấy một số cái ở đây là Mọi người có thể theo được nhá CCI cũng khá là đẹp này Dấu hiệu này À, về NU đi, mình vẫn tập trung những cái cặp mà hôm trước mình đã phân tích nhiều cho các anh chị các bạn thấy NU sau khi xuất hiện chỉ báo và nó vẫn hồi về cho các anh chị mua, đúng không? Những cái cơ hội các anh chị thấy này, khi nó hồi về đây là những cái cơ hội các anh chị mua, đúng không? Khi đã xác định được một xu hướng rồi thì đây là những cái cơ hội Cái vùng nó hồi là những cái cơ hội cho các anh chị các bạn mua lên và đã có được lợi nhuận khá là tốt trong tuần vừa rồi Đây cũng là một cái mà mọi người đã gạt hái được lợi nhuận Tuy là NU nó chưa có biến động quá mạnh, nó chưa có lên quá mạnh nhưng mà đây Tuần vừa rồi là cũng xin chúc mừng các anh chị các bạn. Với NU thì mình vẫn kỳ vọng là nó đi lên tiếp và đi lên đến cái vùng có thể là vùng kháng cự ở trên này nhá. Mọi người có thể chú ý những cái vùng kháng cự ở trên này cho mình hoặc là về gần đám mây JPY. Các anh chị các bạn theo dõi thì mọi người cũng thấy là mình cũng sẽ kỳ vọng nó lên đến trên này và nó sẽ hình thành một cái mô hình. Sau đó nó sẽ đảo chiều. Thì đó là những cái mà mình sẽ kỳ vọng tiếp theo của uh, NU cái điểm mà bây giờ mọi người hoàn toàn có thể top lot là cái vùng mà cái lúc này mà mình bảo là ở trên này này h 1 mọi người thấy đây là một cái, cái vùng mà mọi người canh mua lên và mọi người lại top lot ở những cái vị trí này đó cứ theo vậy thôi cứ bám theo cái chen thôi tất nhiên là có nhiều anh chị các bạn nuôi dài hạn cũng được mà các anh chị các bạn cứ ăn theo chen này các anh chị thấy là ăn theo chen cũng khá là đẹp ví dụ là xu hướng đi lên là khi nó hồi về rồi mình lại tiếp tục mình mua lên thì cũng khá là tốt nha rồi mình chuyển qua au đi au thì đúng như kỳ vọng các anh chị các bạn thấy đúng không? Đẹp không? Bây giờ là tín hiệu nó rõ ràng rồi đó. Bây giờ tín hiệu của AU là quá rõ ràng và quá đẹp. Anh chị nào mà chưa lên thuyền thì lên vội còn lên nhanh còn kịp. AU cực đẹp luôn, mô hình rất là đẹp luôn. Với cái dấu hiệu như vậy thì mình kỳ vọng là AU đi lên nên mọi người hãy anh chị nào mà đầu tuần đó là bay liền cho mình, canh bay đi hoặc là chờ hồi về tí. Canh thì mọi người cũng có thể là chờ nó về cái vùng hồi á, mọi người thấy là À, với AU đang có dấu hiệu hồi về EMA 2050 mọi người có thể là bài nhẹ về đó hoặc là mọi người chờ thêm một lệnh ở đây trải hai lệnh ở đây và mua à, đây là cái vùng mà mọi người hoàn toàn có thể là xem xét là vào lệnh và top lot ở dưới đây cho mình nhá nó AU rất là đẹp thì tuần vừa rồi các anh chị thấy này chỉ cần ăn một hai cây ở đây và lên đây là mình đã chốt lời được một phần rồi nó khá là đẹp tương tự AU xong nó u cạc đảo chiều khá là nhanh u cạc thì có một cái sai lầm hôm trước là thật sự là cái mô hình nến này là đã bị lừa đã lừa này mình lừa vào việc, việc cái đám mây nó vượt qua đám mây thì nhìn cái mô hình cũng khá là đẹp đó. các anh chị cũng thấy là mô hình đỉnh đáy này đỉnh sao can đỉnh trước đáy sao can đáy, sao can, đáy trước rồi và bị pháp và bị lừa như như bây giờ là bị lừa rồi lừa thì các anh chị phải đảo chiều nhanh theo đó đây có dấu hiệu đảo chiều của mình này Đúng không đây là dấu hiệu đảo chiều xu hướng này cái thứ hai là đồng canada cái đợt ra tin nó cũng khá là mạnh và kéo theo là usd giảm nên khả năng u cạc còn giảm nữa nên mọi người chú ý nhá rồi mình qua ag tương tự AU AG là một cái cơ hội cũng tuyệt vời cho những anh chị nào mà chưa lên thuyền thì à, theo dòng A nhá đẹp không này đúng rồi những cái mô hình nến những cái dấu hiệu chỉ báo nến đẹp CCI đẹp thì tuần sau mọi người cứ bám AU với AG cho mình nhá là hai cặp rất là đẹp mình thấy là đẹp đó còn cái vị trí top lót dài hạn thì các anh chị thấy là với những cái cặp này nó đã đi xuống khá là dài AU AG mọi người thấy không đi xuống khá là dài thì cái mức kỳ vọng của mọi người những cái cặp này mọi người cứ kỳ vọng mua lên thôi nhưng AU cũng vậy này Au không có nhiều cái cơ hội tốt như vậy cho các anh chị các bạn đâu. Không có nhiều các anh chị thấy nào, không? không có nhiều cái cơ hội tốt như vậy đây. Nên là vào lệnh đi. Những anh chị nào chưa vào thì cố gắng vào lệnh nha. Rồi, tương tự Au với AG nha mọi người thấy nha. Au với AG này. AG thì à, mọi người thấy là đây là những cái cơ hội hôm hôm qua, hôm thứ sáu nó đóng cửa rồi. Hôm, hôm thứ sáu nó đóng cửa thì cái nến nó đi lên mạnh như vậy. Thì cái vùng này này, các anh chị thấy là vùng này là vùng mình xác định mình chờ mua. Anh chị nào xác định dài hạn để mua liền đi và mình xác định cái vùng này và mình tiếp tục mình mua lên theo cái xu hướng, tại vì là AJ chạy khá là dài, khá là đẹp rồi. và bây giờ là cái cơ hội để cho các anh chị các bạn có thể là tham gia được. rồi một cái dòng mà mình kiếm được khá là tốt ở trong cái tuần vừa rồi và xu hướng khá là đẹp đó là dòng bảng anh, dòng bảng anh sau khi mà nó đã có một cơn sóng thần nó đi như vậy và bây giờ các anh chị thấy đúng không trong một khoảng thời gian rất ngắn này ví dụ vừa rồi có hai cây thì nó đã bù đắp uh, đi khoảng bốn năm trăm cái khoản từ đây và nó đi đến một nửa quãng đường rồi nên các anh chị thấy là có những cái mà thị trường nhiều lúc lường nhiều lúc ở dưới đây mình mua được cái giá rẻ thì không có ai mua đâu cái anh lúc nào người ta cũng sợ nhưng mà cái thực thực chất là cái thời đợt vừa rồi dòng bảng anh nó sóng quá là mạnh ở đây có một cái sóng khá là mạnh nhưng mà bây giờ thì mọi người thấy là nó có tin tốt ra và nó sẽ tiếp tục những cái xu hướng các anh chị thấy hầu như tuần vừa rồi bảng anh đi lên khá mạnh thì cái việc tiếp tục như bây giờ là mọi người có nên vào không mọi người vào cái vị trí hiện tại mọi người sẽ khó kiếm được cái điểm mà top lot nó tốt thì ở trên H1 này mọi người bật lại và mọi người tìm được cái điểm à, tốt nhất là mình nên chờ nó có một đợt sóng hồi về rồi mình mua và ở đây mình có thể là top lot ở những cái vị trí đây này ngắn hơn một chút giờ chỉ có top lot ở đây thôi anh nhìn thấy đúng không đây là một cái vùng mà hoàn toàn các anh chị có thể là top lot với GCSF này đó cái vị trí này đó tất nhiên là khi mà mình không tìm được điểm top lot nó, nó nó tại vì nó đi quá nhanh rồi quá xa rồi thì mình phải chờ hồi và mình phải tìm được cái điểm top lót trên h1 thôi chứ còn bây giờ các anh chị bảo top lot từ đây mà xuống cái cây dưới đây thì dưới cái cái đáy này thì là, lại quá xa nên là các anh chị thấy một điều này hôm trước mình phân tích đúng không dòng g dòng bảng anh nó về nó hồi là cái cơ hội cực đẹp cho các anh chị các bạn nhưng mà các anh chị các bạn đâu có biết nắm nhiều các anh chị không biết nắm bắt là tại sao khi mà mình đã xác định xu hướng chính đó, đúng không là mình chỉ ăn theo cái xu hướng này thôi đó các anh chị thấy tại sao không theo thì đây là cái sóng hồi và nó nằm ở đúng cái vị trí khá là đẹp này gần đám mây nó về nó test về đám mây Ichimoku này nằm trên nằm chỗ cái vùng EMA 2050 và test lên đi khá là đẹp tương tự rất nhiều cặp tương tự GU cũng vậy các anh chị thấy không đẹp ơi là đẹp luôn đúng là mình nói các anh chị ở cái video mà hôm trước mình nói các anh chị rồi cái vùng này hoặc là cái nhóm cái group của mình mình đã nói các anh chị rất là nhiều cặp này và tiếc là nhiều các anh chị không ăn được mấy thì mình cũng ăn được nhưng mà cũng không có nghĩ là nó sẽ đi quá nhanh như vậy thì cũng không ăn được hết được như vậy tất nhiên là mình cũng chỉ ăn được một cái khoảng nào đó thôi nhưng mà thật sự là cái cơ hội rất là đẹp các anh chị thấy không đúng theo những cái gì mình phân tích dự đoán đúng không đi lên này hồi về này đúng không hồi về vùng mình mua là cứ vậy mình mua thôi các anh chị phải hiểu được sóng đi sóng hồi như vậy mua được một cái vùng giá khá là tốt khá là đẹp và có được lợi nhuận rất nhiều cặp gờ cạc tương đương gờ cạc gờ cạc là còn tuyệt, đời, tuyệt vời hơn nhiều nữa gờ cạc mình đã phân tích cho các anh chị các bạn ở những cái video trước là đỉnh mô hình đỉnh đáy này đúng không mô hình đỉnh đáy đẹp không? đỉnh sao cao đỉnh trước đáy sao cao đấy và cái vùng mua của mình là vùng nào vùng mua của mình là cái vùng này đúng không khá là đẹp nó về đây về đúng cái vùng này cho các anh chị các bạn mua này đó thấy chưa đó hôm trước nó có cái dấu hiệu này rồi nhưng mà nó cũng không phá được nếu anh chị nào theo cái dấu hiệu này vẫn tốt và theo cái này cũng vẫn tốt tuyệt vời không rất là tuyệt vời dòng g vừa rồi tương tự gì mình thấy là không có nhiều cái cơ hội đẹp như vậy cho các anh chị các anh chị thấy đúng không đó quá đẹp luôn mình thấy là mình tiếc nhất là cái 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 này mà ăn không được nhiều đấy anh chị thấy này đúng về cái mức hỗ trợ mình kè vẽ ra này đi này thì cái hôm trước mình có nói rồi cái vùng này mình là cái vùng mua của mình cái, nói chung là về đây là mình bắt đầu giải lệnh mua các anh chị thấy là tại sao mà mình không biết chính xác các anh chị biết là tại sao mình hay giải lệnh là vậy đó. mình giải lệnh nhưng mà mình giải lệnh nhỏ đáng lẽ cái lệnh này là mình đánh trực tiếp là không phết một nhưng mà mình không đánh 0.1 mà mình giải nó thành ba bốn lệnh 0.02 0.03 thì khi đó nó sẽ tốt hơn cho các anh chị các bạn rất là nhiều. Nó vừa được cái mà cái vùng mình mua ưa thích này mình mua được nhiều cái cái điểm nó đẹp và cái khi mà nó đi lên mình có được lợi nhuận tương đối là tốt có là các anh chị các bạn thấy được cái uh, cái đó, các anh chị phải hiểu được cách phân tích tại sao mình lại mua cái vùng này, tại sao cái điểm này là một điểm vào lệnh tốt. Đúng là quá tuyệt vời. Thật sự là tuần vừa rồi dòng AUUU là U, dòng G quá tuyệt vời. EG cũng vậy. EG nếu mà các anh chị xem những cái video hai video gần đây mình cũng xem những cái video đợt trước mình phân tích EG các anh chị đúng không? Nếu mà các anh chị theo cái sóng này chờ hồi về vùng EMA 20 50 và quất xuống là cũng có lợi nhuận tương đối là tốt. Chúc mừng những anh chị nào mà đã theo được dòng g, theo xem những cái được những cái video của mình và đi theo những cái phân tích của mình và có được lợi nhuận, đúng không? Thì ở đây mình cũng nói một chút một một chút này. Có rất nhiều các anh chị, các bạn đang xem video của mình và đang được miễn phí, đang được những cái mà mình chia sẻ khá là tốt. Cũng có một số các anh chị thì đã đăng ký dưới link ib của mình để ủng hộ mình. Thì những anh chị nào mà ủng hộ mình, đăng ký dưới link của mình thì mình cũng rất là cảm ơn, cũng hy vọng là trong thời gian tới giúp được các anh chị, các bạn nhiều hơn. À, rồi mình tiếp tục đi. Những cái dòng khác như OG và EU, OG EG và và ECSF các anh chị thấy này, cũng khá là đẹp. Và mình cũng đã hình như cái, cái cặp này mình cũng đã nói với anh chị đó, những cái cặp mà khá là đẹp, có dấu hiệu chỉ báo cái là lên này, đó, có những cái CCI này trắng đổi chiều cái lên này, CSF cũng vậy, đẹp không? Những cái mô hình dấu hiệu. Bây giờ là những cặp toàn những cái cặp mà à, đi theo những cái dấu hiệu mà bây giờ là dài hạn được rồi. Tuần vừa tuần này thực thực sự là rất nhiều cặp đẹp hy vọng là tiếp tục là mang lại lợi nhuận cho các anh chị các bạn ở cái video 100 này cũng là tương đối là tốt tương tự với đồng USD trên nhân dân tệ cũng là một cái dấu hiệu đảo chiều này sau về test đỉnh này lại và đâm đầu đi xuống mô hình quá là đẹp đúng không mô hình đẹp như vậy các anh chị cứ chờ về vùng đang hồi này bắt đầu giải lệnh mua dần và tất cả top lót ở trên này cho mình là đẹp rồi đúng không thật sự là tuần này rất nhiều cặp đẹp và rất nhiều cái tín hiệu đẹp thì cái video mình cũng làm đến đây thôi cũng mong là những anh chị nào ủng hộ mình thì đăng ký với cái link của mình ở bên sàn IC với sàn Hot Forex và cũng mong là giúp đỡ cho các anh chị các bạn nhiều hơn tham gia những cái nhóm cái group của mình và mình sẽ giúp đỡ các anh chị và cho các anh chị các bạn có thể là có một cái kênh tham khảo có những cái kiến thức các anh chị các bạn dần dần sẽ được khắc phục và tốt hơn thì kết thúc cái video này mình cũng cảm ơn sự tài trợ của XM cho cái video này và À, những cái anh chị các bạn nào mà ủng hộ XM thì cũng có thể là đăng ký và đi tìm hiểu những cái lại tài khoản của XM để các anh chị các bạn có thể là tìm được một cái sàn giao dịch nó tốt Các bạn muốn tìm hiểu về sàn XM hãy nhấn link bên dưới nha để tìm hiểu thêm về thông tin về sàn XM nha Mình cũng đã làm cái video và review về XM rồi thì mong, mong các anh chị các bạn xem và à, nếu mà được thì các anh chị các bạn cũng có thể tham gia nha Rồi chào các anh chị và các bạn, chúc các anh chị các bạn tuần sau giao dịch tốt và có nhiều lợi nhuận nha